Ngay từ chi tiết đầu tiên, Asian Cup 2023 phải rời sang đầu năm 2024 và được tổ chức tại Qatar đã phần nào nói lên sức mạnh tài chính của các nước Tây Á. Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra tại Trung Quốc, nhưng đất nước tỷ dân lại rút lui và AFC chọn Qatar làm nước chủ nhà cho giải đấu rời sang tháng 1 năm 2024. Qatar dễ dàng thắng Úc, Indonesia, Hàn Quốc trong cuộc đua giành quyền đăng cai giải đấu. Ả Rập Xê Út và UAE là hai đại diện giàu có khác của khu vực Tây Á. Không giàu như Ả Rập Xê Út thì khó lòng mời nổi Roberto Mancini, huấn luyện viên đã đưa Italia vô địch Euro 2020. Nhưng tất nhiên bóng đá không chỉ có tiền bạc là quan trọng. Các đội Đông Á vượt trội về đẳng cấp cá nhân với hàng chục hào thủ đang chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất của làng túc cầu châu Âu. Đây là chỗ hơn hẳn của khu vực Đông Á so với Tây Á. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, khi giải đấu đã bước tới vòng bán kết, số lượng các đại diện Tây Á lại đang chiếm ưu thế vượt trội. Vậy có đúng là bóng đá Tây Á đã vượt qua Đông Á chưa? Hay đó chỉ là điểm rơi phong độ nhất thời thôi? Rõ ràng khi nhắc đến đội tuyển bóng đá ở khu vực châu Á, hiện tại người ta sẽ lập tức nghĩ ngay đến Nhật Bản và Hàn Quốc, bởi đây là hai đội bóng sở hữu rất nhiều những ngôi sao đang chơi bóng tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Vậy thì trong quá khứ và cụ thể là những năm gần đây, liệu có phải là hai đội bóng này luôn thể hiện được sự áp đảo với phần còn lại của giải đấu? Nếu so sánh với các đội bóng Tây Á, liệu họ có đang chiếm ưu thế? Nhật Bản là đội tuyển giàu thành tích nhất với 4 lần đăng quang, cùng 3 lần vô địch là Iran và Ả Rập Xê Út. Kế đến là Hàn Quốc với 2 lần đầu tiên giải đấu được tổ chức. 2 lần gần nhất lại chứng kiến sự lên ngôi của Australia và Qatar. Xét tổng cộng, Tây Á hiện đang dẫn trước với 9 lần lên ngôi, trong khi Đông Á có 7 lần. Và Tây Á hiện đang có cơ hội nâng cao thành tích của mình lên con số 10 khi họ đang có tới 3 đại diện góp mặt tại vòng bán kết. Trong khi đó Đông Á chỉ còn lại đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên rất khó để lấy Asian Cup làm thước đo cho trình độ cũng như tương quan sức mạnh các đội tuyển ở châu lục trong chiều dài lịch sử 68 năm qua. Ở 3 kỳ đầu tiên đó là 56, 60 và 64, giải rất sơ khai, vòng chung kết chỉ có 4 đội nên hai chiếc vô địch của Hàn Quốc trước Israel, Hồng Kông, Đài Loan và đội tuyển miền Nam Việt Nam không mang nhiều ý nghĩa. Đến Iran năm 1968 và Thái Lan năm 1972 mới tăng lên 5 và 6 đội, rồi Kuwait 1980 10 đội nhưng lại tụt xuống 8 đội tại Nhật Bản năm 1992, nơi đội bóng xứ sở mặt trời mọc có lần đầu tiên đăng quang. Phải đến UAE 1996, Asian Cup mới bắt đầu ổn định với 12 đội. Đến Trung Quốc 2004, tăng lên 16 đội và từ UAE 2019 là 24 đội. 4 vòng chung kết gần đây, chiếc cúp vô địch liên tục đổi chủ và tỷ số giữa Đông Á và Tây Á là 1-2. Nhật Bản là đội tuyển đăng quang năm 2011, trong khi đó Iraq và Qatar lên ngôi vào các năm 2007 và 2019. Năm 2017, Australia là đội vô địch, nhưng nếu xét về mặt địa lý, đây là đất nước thuộc châu Đại Dương. Thật ra, việc đội tuyển Australia giành ngôi vô địch Asian Cup năm đó cũng không phải là một điều gì đó khó hiểu vì họ có một đội hình rất mạnh với cầu thủ có thể hình của người châu Âu, có nhiều tuyển thủ chơi ở châu Âu. Tương tự, các đội tuyển quốc gia Tây Á cũng có đội hình với cầu thủ với thể hình cao to, bước sải dài, đánh đầu tốt. Nhiều người trong số đó thi đấu tại châu Âu với những giải bóng đá lớn nên khi về tham dự đội tuyển quốc gia mang theo kinh nghiệm, chiến thuật, chiến lược thi đấu bài bản kiểu châu Âu nên chiếm ưu thế trong giải châu lục cũng là một điều dễ hiểu. Có thể nhiều người đã lầm tưởng về việc Đông Á với sự góp mặt của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chiếm ưu thế nếu xét theo yếu tố lịch sử. Nhưng thống kê chỉ ra rằng Tây Á mới đang vượt trội về tổng số lần vô địch. Và nếu như xét cả thành tích gần đây, Tây Á cũng đang dẫn trước Đông Á. Đúng là khi nhìn vào danh sách 4 đội bóng lọt vào vòng bán kết Asian Cup 2023, chúng ta thấy rõ được sự áp đảo của Tây Á so với Đông Á khi họ góp mặt tới 3 trên 4 đại diện. Xa hơn, khi nhìn vào các trận đấu ở vòng tứ kết cũng như vòng 1-8, cũng chính các đội bóng Tây Á đã gieo nỗi sầu cho các đội bóng Đông Á, mà đỉnh điểm có lẽ phải kể đến những gì đã xảy ra trong trận chung kết sớm giữa Nhật Bản và Iran. 4 đội góp mặt tại bán kết giải vô địch châu Á năm nay gồm Iran, Qatar, Jordan và Hàn Quốc. Trong số này, 3 đội đầu tiên thuộc khu vực Tây Á, chỉ có Hàn Quốc thuộc Đông Á. Về lý thuyết, Hàn Quốc là đội bóng được đánh giá cao nhất ở khả năng giành ngôi vô địch sau khi Nhật Bản bị loại. Tuy nhiên trên thực tế, đường đến ngôi vương của đoàn quân trong tay, huấn luyện viên Jürgen Klinsmann sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Đầu tiên, đối thủ ở bán kết của Hàn Quốc là Jordan, đội đã hòa Hàn Quốc 2 đều ở vòng bảng. Cũng trong trận đấu thuộc vòng bảng, giải đấu này diễn ra ngày 20 tháng 1, Hàn Quốc phải nhờ đến bàn phá lưới nhà của trung vệ Zaran Al-Arab bên phía Jordan ở phút bù giờ mới giành lại được một điểm. Chính vì thế, Hàn Quốc dù được đánh giá cao hơn Jordan, nhưng trận bán kết này không hề dễ dàng cho đội bóng Đông Á. Nếu đội bóng của huấn luyện viên Jürgen Klinsmann đánh bại Jordan thì đối thủ của họ trong trận chung kết sẽ là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Iran và Qatar. Trong số này, Qatar là đương kim vô địch, là đội chủ nhà,
cũng là đội từng thắng Hàn Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019. Năm đó Qatar thắng Hàn Quốc 1-0 nhờ bàn thắng của tiền vệ Abdulaziz Hatim. Cầu thủ này nói riêng và nhiều gương mặt ở đội tuyển Qatar nói chung vẫn còn hiện diện ở Asian Cup 2023. Có nghĩa là lực lượng của đội bóng Tây Á từng đánh bại Hàn Quốc cách đây 5 năm không thay đổi nhiều so với hiện tại. Đối thủ còn lại mà Hàn Quốc có thể đụng độ ở chung kết nếu Hàn Quốc thắng Jordan ở bán kết là Iran. Dàn cầu thủ của Iran không hề thua kém Hàn Quốc về tất cả các mặt, từ thể hình, thể lực cho đến kinh nghiệm. Yếu tố kỹ thuật, thể hình và thể lực cũng là những yếu tố giúp phần đông các đội bóng ở Tây Á đồng đều hơn so với các đội bóng đến từ phía Đông Á. Ngoài Hàn Quốc, các đội bóng đến từ khu vực Đông Á gần như chỉ còn Nhật Bản được đánh giá cao, nhưng đội tuyển ở xứ sở mặt trời mọc cũng vừa bị chính Iran loại ở vòng tứ kết. Những đại diện khác đến từ phía đông của châu Á có mặt tại Asian Cup năm nay gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam đều không phải là đối thủ xứng tầm với các đội bóng Tây Á. Tất cả các đội tuyển này hoặc bị loại sau vòng bảng hoặc bị loại sau vòng 16 đội, khiến cho cán cân lực lượng giữa Tây Á và Đông Á càng vào sâu trong giải thì càng chênh lệch. Như chúng ta đều biết, bóng đá Đông Á có hai đầu tàu là Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng hiện tại chỉ còn một đội tuyển tiếp tục đồng hành cùng giải đấu. Nói về Nhật Bản, người ta cảm thấy đáng tiếc cũng đúng, vì họ được coi là ứng viên số 1 cho chức vô địch cơ mà. Nhưng có người cũng cho rằng điều đó là xứng đáng, bởi rõ ràng Samurai Xanh thi đấu không đúng với kỳ vọng. Sự sa sút của đội tuyển xứ mặt trời mọc đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, mà trong đó nổi bật nhất chính là những sai lầm liên tiếp từ hàng phòng ngự. Trước tiên phải nói rằng hàng phòng ngự của Nhật Bản ở giải đấu này đã thi đấu rất tệ hại lần thứ tư tại Asian Cup 2023. Thủ môn Jayan Suzuki của đội tuyển Nhật Bản mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội tuyển Nhật Bản trước Iran. Trước đó, Suzuki đã mắc sai lầm dẫn đến các bàn thua của Nhật Bản ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam, Iraq, Bahrain. Còn trong trận đấu với Iran, thủ thành này phát bóng không tốt, đưa bóng đến thẳng vị trí cầu thủ Iran trước khi đội bóng Tây Á tấn công trực diện và ghi bàn vào lưới của Nhật Bản, gỡ hòa một đều. Nhật Bản trải qua tổng cộng 5 trận đấu tại Asian Cup 2023, thủ thành Jayan Suzuki đã trực tiếp mắc sai lầm ở 4 trận, tỷ lệ sai lầm trên tổng số trận đấu lên đến 80%. Đây rõ ràng là lỗi của huấn luyện viên Moriyasu, bởi lựa chọn nhân sự cho đội tuyển là lựa chọn của chính ông. Ông Moriyasu chọn sai khiến cho Nhật Bản không còn cơ hội sửa chữa, không còn người tốt để thay thế thủ môn Jayan Suzuki khi đội tuyển đến từ xứ sở mặt trời mọc phát hiện ra thủ thành này chưa đủ đẳng cấp để thi đấu ở giải đấu lớn như Asian Cup. Cái sai đầu tiên ở vị trí thủ môn dẫn đến những cái sai tiếp theo, điểm yếu ở vị trí người chấn giữ khung thành dẫn đến những điểm yếu khác của đội tuyển Nhật Bản. Ở trận đấu với Iran nói riêng và nhiều trận tại Asian Cup 2023 nói chung, hàng thủ của Nhật Bản chơi thiếu an toàn. Riêng ở trận gặp Iran, trong bàn thua thứ hai ở phút bù giờ, các trung vệ Nhật Bản phối hợp không tốt, không thông tin cho nhau, khiến người này dẫm chân người kia theo đúng nghĩa đen, để rồi cầu thủ Iran cướp bóng. Sau đó các hậu vệ Nhật Bản lại lúng túng đốn ngã cầu thủ Iran trong khu vực cấm địa trước khi chịu phạt đền. Đây là điểm yếu xuất phát từ chỗ hàng thủ của đội tuyển Nhật Bản thiếu một thủ lĩnh thực thụ, đủ khả năng nhắc nhở các đồng đội xung quanh mình. Thật ra nếu thủ môn Jayan Suzuki là thủ môn giỏi, quán xuyên tốt khu vực cấm địa của đội nhà, anh có thể đóng vai trò thủ lĩnh ở hàng thủ đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Nhưng như đã nói, thủ môn này chuyên môn yếu, chưa thể đảm bảo vị trí của mình, thì lấy đâu ra năng lực và lấy đâu ra uy tín để trở thành thủ lĩnh của các cầu thủ khác. Đấy là chưa kể vì không yên tâm với thủ thành của đội nhà nên các hậu vệ đội Nhật Bản thường cảm thấy bất an trong những tình huống cần sự bọc lót, nhất là ở các tình huống trong bóng bổng. Bàn thua thứ hai trước Iran, bàn thua ở các trận gặp Bahrain, Iraq và đội tuyển Việt Nam là những minh chứng cho thấy điều đó. Nhật Bản tại giải vô địch châu Á năm nay vẫn chơi tấn công rất hay, trận nào họ cũng ghi bàn, tổng cộng họ ghi được đến 12 bàn sau 5 trận. Nhưng ngược lại cũng sau 5 trận, không trận nào Nhật Bản giữ sạch lưới, kể cả trước các đối thủ kém hơn hẳn về mọi mặt như là Việt Nam và Indonesia. Đấy không phải là hình ảnh của một nhà vô địch như những gì người ta kỳ vọng ở đội tuyển Nhật Bản, và sự sa sút của đội bóng xứ sở mặt trời mọc chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất thế của Đông Á so với Tây Á ở giải đấu lần này. Hai trận đấu liên tiếp thuộc giai đoạn đấu loại trực tiếp tại Asian Cup 2023. Đội tuyển Hàn Quốc đều gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng, rồi ngược dòng giành chiến thắng trong hiệp phụ và trong loạt sút luân lưu. Như thường lệ, một đội bóng hay vượt khó trong những tình cảnh éo le như vậy, đến cuối cùng lại được hưởng niềm vui trọn vẹn. Chưa biết Hàn Quốc có thể giành được chức vô địch hay không, nhưng nếu có thể vượt qua được những chướng ngại vật đến từ Tây Á, thì Son Heung-min và các đồng đội xứng đáng nhận được những lời ngợi ca. Ở trận đấu thuộc vòng 16 đội, Hàn Quốc bị Ả Rập Xê Út dẫn 1-0 cho đến tận phút bù giờ thứ 9 của hiệp 2. Trước khi tiền đạo Cho Ge-sung đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng huấn luyện viên Jürgen Klinsmann. Sau đó Hàn Quốc giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu.
Đến vòng tứ kết, Hàn Quốc lại bị đội tuyển Úc dẫn trước 1-0 đến phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2 trước khi họ được hưởng phạt đền và tiền đạo Hoàng Hee-chan sút 11m thành công gỡ hòa một đều. Bước vào hiệp phụ, Son Heung-min ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc ở phút 104. Trong cả hai trận đấu nói trên, Hàn Quốc đều khởi đầu chậm hơn đối thủ. Thậm chí đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klinsmann bị đánh giá không mạnh hơn so với các đối thủ Ả Rập Xê Út và Úc. Tuy nhiên, họ được đánh giá cao ở yếu tố thể lực và nhất là ý chí, những yếu tố giúp họ chiến đấu đến tận phút cuối và lật ngược thế cờ. Người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc sau trận tứ kết đã gọi đội bóng quê hương là zombie, ý nói đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann gần như bất tử. Kênh ESPN thông tin sở dĩ người hâm mộ Hàn Quốc gọi đội nhà là zombie bởi Son Heung-min và các đồng đội không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu đến phút cuối. Trong trận đấu gặp Úc khi mà đang ở thế trận bế tắc như thế, những người lạc quan nhất cũng khó nghĩ Hàn Quốc có thể tạo ra được bước ngoặt như cách họ từng làm trước Ả Rập Xê Út ở vòng 1-8. Tuy nhiên, khoảnh khắc của một ngôi sao đẳng cấp thế giới của Son Heung-min đã làm thay đổi cục diện của trận đấu. Hàn Quốc chơi không quá ấn tượng từ đầu giải, nhưng họ lại đang cho thấy sự lì lợm bản lĩnh của một trong những đội bóng hàng đầu khu vực. Quan trọng hơn cả, những đội bóng mà hay giành chiến thắng kiểu nghẹt thở như thế, sau đó đều trở thành nhà vô địch. Với đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu châu Âu trong đội hình, dẫn đầu là thủ lĩnh Son Heung-min, Hàn Quốc hoàn toàn có thể mơ tới chức vô địch sau 64 năm chờ đợi. Giờ đây, đại diện cho khu vực Đông Á chỉ còn thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Một mình đội bóng này sẽ đối chọi với ba đại diện đến từ Tây Á và trước mắt là đội tuyển Jordan. Ví von theo cách nói vui có thể miêu tả tình hình hiện tại ở Asian Cup 2023 là đội tuyển Hàn Quốc khiêu vũ giữa bầy sói. Đúng là xét về thành tích quá khứ cũng như cả tình hình hiện tại, các đội tuyển thuộc khu vực Tây Á đều đang chiếm ưu thế so với Đông Á. Nhưng xét cho cùng, chưa thể đánh giá một cách chính xác liệu bóng đá Tây Á đã vượt qua Đông Á hay chưa, bởi giải đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.